anh em mình sẽ bắt một con to và một con bé để cân thử xem nó có đạt cân không nhé các bạn. Mình đang đi săn gà nhé. Đúng rồi. Anh là con gà thì em cũng phải biết con gà như nào đâu. Anh phải cho con gà cho em. Đây là mai kia con về con mối à? Đến gì hả? Con mối. Con ăn gà đấy. Chào tất cả các bạn nhá. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hoa Ban Tây Bắc của mình. Hôm nay có các thầy giáo ở dưới công ty Cám và ở dưới Phú Thọ lên nhé các bạn. Đã lên xem tình hình gà cho mình. Đấy. Gà mình thì cũng được tháng 15 ngày. Anh thì có gà này gà ăn mận. Anh có kiểu như là có chuyên ngành thì sẽ giúp mình để chăm cái đàn gà của mình này các bạn nhá. Đó. Con gà này thì cho nó ăn buổi sáng với cả buổi chiều thôi. Đang có dấu hiệu cầu trùng rồi. Đó, những con này mà lớn lên nhá, các bạn ơi, cứ chân này mà ăn nhá. Nó bị cầu trùng rồi anh. Đây. Nhìn phần như thế. Chứ không phải là đồng chí cứ ngồi đứng đấy là đồng chí ăn vặn nó. Cái này em vừa mới tẩy cho nó còn được khoảng tầm 4-5 hôm rồi. Đấy, còn mãi nó mới trả chứ. Tẩy run này với cả vẫn cho thuốc điện giải thì vẫn có anh ạ. Anh em mình sẽ xem gà với cả bữa tối anh em mình sẽ đâu cân thử con này có nào? Những cái món ẩm thực Tây Bắc không, ở trên không mình các bạn gà thịt tộp này rồi là thịt lợn các anh mua từ dưới chợ lên các bạn ạ. Mình ở trên này thì lát nữa thì mình sẽ có món đặc biệt là con bê đấy, con bê với cả con chim nhé các bạn. Có một con chim anh em mình sẽ luộc à đâu mình sẽ làm canh. Cân này được không ạ? Cân này 13 được rồi. Gà 2 đi thôi. Cân 13 rồi. Bây giờ nó đang kéo khung. À, con gà này nó gầy hay nó béo anh? Đẹp. Con gà này đẹp. Gà này không béo. Không gầy không béo. À. Giai đoạn này là đang kéo khung, kéo dài con gà đấy. Đây là mình sẽ cho nó đi ăn. Nó mới bắt đầu nó lên lườn. À vâng. Bây giờ mình sẽ cho nó đi ăn nhé các bạn để lấy cái không gian này cần làm ẩm thực. Không thì con gà ở trên này thì rất bẩn. Mình thì cũng quét rất là nhiều mà nó không thể sạch được. Một lúc là nó lên đen ỉa ở trên này rất nhiều. Anh em nhá, tôi có cái món này nữa cơ. Sắn. Ôi trời. Em định để mang đi bẫy chuột đấy. Nhưng mà hôm nay thì chắc là nghỉ thôi. Để ngày mai thì mới sẽ đi bẫy chuột. Đem sắn này đi bẫy chuột hả? Đúng rồi. Cái củ này có khi ăn nó ngọt như củ đậu ấy. Nhưng mà sao, cái này không phải sắn cao sản nữa đâu. Hôm nay thì mình sẽ làm món cá tỉnh tộp. Anh đã được thưởng thức món cá tỉnh tộp của bà con dân tộc Thái ở trên này bao giờ chưa anh? Anh chưa được ăn bao giờ. Chưa được ăn à? Rồi, hôm nay thì em sẽ mời anh cái món cá tỉnh tộp nhá anh nhá. Ok. Đấy. Rất là trông đợi cái giây phút là có món ăn. Anh em mình sẽ bắt một con to và một con bé để cân thử xem nó có đạt cân không nhá các bạn. Con gà này thì nuôi được 1 tháng 15 ngày. Đây. Nhìn kiểu như cảm giác giống là sẽ dễ bắt. Mà bắt nó lại khó. Ok. Đây. Này tự đoán nè. Lớn con này được bao nhiêu này? Ê à, 1 cân 1 à? Anh xem cái cân kia nó có đúng không đấy? Con gà này con gà này mình không tin là nó sẽ là 1 cân 1 đâu mà nó bây giờ nó đã 1 cân 1 rồi. À. Một con bé à đúng không anh? Con bé thì chọn con là con cái hay là con đực đây? Con mái đi nhỉ? Con mái nào. Đây, con này là con con còi thì bị cắn đít rất là nhiều mà con này vẫn sống tốt. Đây con này là em còn nhớ này. Em bắt một con mái đi. Chứa cho nó rất là nhiều lần rồi. Con mái này anh. Con mái nhé. Anh cần để xem con mái này. Lọt cân.
đấy. Tụt chân luôn. Chín lạng. Chín lạng à? Chín lạng hơi đuối một tí. À, thế thì anh em đến thăm, khách đến thăm khoảng tầm 2-3 tuần nữa là 2 tuần nữa thôi nhỉ, là mổ ăn được rồi nhỉ anh nhỉ. Xào măng chua. Gà này là 90 ngày là thịt được rồi. À. Tức là 1 tháng rưỡi nữa. Là có thịt gà đúng không anh? 1 tháng rưỡi nữa là đem bán được. À rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó ăn cám. Cám của mình là cám công nghệ Hà Lan. Công nghệ Hà Lan. Cám rất là tốt đúng không ạ? Đây ở trong hàng còn nhiều lắm. Gà của mình được kết hợp với nuôi cám và nuôi thả nhé các bạn. Công ty cổ phần công nghệ Hà Lan. Công ty cổ phần công nghệ Hà Lan. Cám nuôi gà rất là béo nhanh. Và kiểu như là mình thả nó đi các bạn, với cả cho nó ăn cây chuối và cỏ ấy. À, con gà mình nó đang rất đói. Làm gì thì cũng phải có thầy nha các bạn. Đấy là các thầy giáo của mình để giúp đỡ chăm sóc cho cái đàn gà của mình. Khi nào thì nó bị làm sao thì mình sẽ gọi luôn các thầy là lên, hoặc là nó bị sao thì các thầy sẽ giải quyết cho mình rất là nhanh các bạn ạ. Gà thì mình nuôi thì không chết nhiều các bạn ạ, chỉ chết ít thôi, rất là chết, rất là số lượng bảo là quá đạt luôn. Xin chào 500 anh em. Mình đang đi săn gà chứ. Đúng rồi. Anh không biết con gà thì em cũng phải biết con gà như nào đâu. Anh phải cho con gà cho em. Đấy, bây giờ là mình đang cho gà ăn các bạn nhé. Cho nó ăn thế này thôi. Gà đã ăn gần no rồi, bây giờ là mình sẽ đi nấu cơm nhé các bạn. Chiến bữa tối. Nấu bữa tối nha các bạn. Cá đây. Cá ao. Thịt lợn, bản. Đấy. Còn ngan nữa. Là món cá bích tộp. Và cá nướng trước. Ngan thì mình sẽ mổ sau. Nước ở trên phủn xuống bạn ạ. Đây, nước này chảy rất là mạnh luôn. Ở đây thì không sợ thiếu nước.
cá làm món cá bình tộp thì con to thì mình sẽ đánh vẩy nhé các bạn, để cho nó dễ ăn. Nếu mà con nhỏ thì không cần phải đánh vẩy. Hôm nay mình sẽ làm phần đa là món nướng để uống với bia nhé. Làm món cá bình tộp thì mổ bên lưng các bạn ạ, không phải là mổ bên bụng nha, để mình gập nó vào các bạn. Cá bình tộp thường hay gọi là cá nướng gập các bạn. Đây, làm cá bình tộp thì cá chép thả ruộng là ngon nhất nhé. Còn mùa này thì không có cá thả ruộng, mình dùng tạm là cá ao. Hôm nay khả năng món cá này sẽ không được đậm đà bởi vì thiếu la húng chó, mùa này không có con ạ. Mang về trồng trên này một cây bị con gà nó sơi tái hết, thế là mất luôn cái lá húng chó của mình. Hai thầy giáo vào vặt đông ngan các bạn ạ. Đấy. Hai thầy chuyên về gà vịt ngan ngỗng. Rất là nhiều thứ lớn. Nói chung là gia súc gia cầm nhỉ? Gia súc gia cầm thủy cầm. Nói anh là gia súc gia cầm thủy cầm chơi đất. Mình hôm nay là không có anh em lên giúp làm cơm thì hai anh lên giúp mình làm nấu cơm luôn các bạn ạ. Anh em này đang kiểu như là mùa này là mưa xuống một trận mưa, đi bón phân cà phê hết, chắc là tối mới lên ăn cơm trên mình các bạn. Vất vả cho hai anh quá. Mình còn bón con ve nữa các bạn. Lắm món quá đừng có ăn đâu. Làm chứ, hôm nay uống từ từ thôi. Mình có tập như hôm nọ rồi. Chúng ta không ăn được cái đéo gì. Hôm nay thì nó có một chút tính. Chúng ta không ăn nhạc, chúng ta không ăn thịt. Chúng ta không ăn nhạc, chúng ta không ăn nhạc. Một đống lửa to để nướng cá và thịt lợn nhé các bạn. Buổi chiều gần tối ở trên trang trại mình, bà con thì đang đi soi ve ở những cái quả đồi lanh quanh thì rất là nhiều rồi. Mình sẽ bỏ con ve ra để làm thêm món ve nữa các bạn. Ve xào, xả ớt. Ngoài ngoài mái cuối cùng cũng xong. Được hai thầy giáo về bên thú y chăn nuôi. Cả các anh em, mời các anh em rồi. Mời cả nhà, mời các bác nhá. Cảm ơn các thầy nhá. Thôi anh em mình cứ tầm xa thôi nhá. Đây có cả thầy giáo YouTube nữa.
Đấy, thời gian YouTube này đi du lịch về chả thấy ấy gì nhỉ? Chưa thấy đồ biển gì nhỉ? Chưa gọi đi làm chưa. Mời tất cả các bạn nhá. Món hôm nay thì mình xin phép được giới thiệu qua một chút là có con ve sầu đây. Đây là cá pình tộp ấy. Lợn nướng với cả cái món kiếp canh này thì được anh Hưng đầu bếp ở bên Phú Thọ đấy, chế biến cho anh em mình cái món tiết canh ở trên này. Không biết có giống như anh em mình làm không, lát nữa sẽ thưởng thức. Mời đi nha. Rồi, mời cả nhà nhá. Làm tí đậu bác nhá. Bác cứ bắt thịt cho lên một tí. Các anh lên thì vừa làm đầu bếp giúp này, xong là giúp đỡ rất là nhiều thứ các bạn ạ. Đấy. Cái món này là món lạp thịt chim. Chim cắt là ra cái chỗ chuồng gà mình bẫy được các bạn ạ. Đấy, là món lạp. Ở trên này thì nó không có không khí sầm uất mấy. Loa đài thì tí mới xay mới lên. Anh em cứ sợ là trồn với cắt gà không có chuyện nào luôn. Đây chó nhỏ chéo này này. Hôm nay không làm món chéo gan à? Không làm. Đây, món ve sầu này ngon nhất này. À đấy, anh thử món ve sầu xem nào. Món ve sầu là đẳng cấp này. Buổi tối thì cứ đi soi. Hôm nay thì kiểu như là không có xả với cả không cho ớt. Chỉ cho lá chanh với cả nước măng chua. Ở trên em là hay xào với nước măng chua. Thì nó sẽ khử được cái mùi của con ve. Hôm nay ngồi ngoài các bạn ạ. Hôm trước thì ngồi trong. Ngồi ngoài thì nó sẽ mát hơn. Không khí nó trong lành hơn. Trong nhà thì nó hơi bị nóng. Cho được tí đi. Anh em nhá, bọn tôi đang uống rượu bằng bát nhá. Ây da, rượu gì? Mình một ơi một bát cho nó mỏng. Lát nữa em sẽ cho anh uống bằng bát thật cho mày xem. Hôm trước anh em mình cũng nhậu cũng khá là say đấy. Lần đầu tiên gặp tầm nhau. Ngồi với nhau cũng khá là lai dai các bạn ạ. Mình thì vừa nói chuyện vừa quay phim thì cũng hơi cái lưỡi của mình hơi ngọng rồi. Bình thường nó đang ngọng rồi, cái lưỡi của mình ấy say vào nữa thì còn ngọng hơn. Đây nhà anh khụt không có tí rau nào anh em ạ. À, rau ở vườn không kịp đi lấy. Đây anh thử cái món cá bình tôm đi. Anh Hưng thử xem nào. Ok ok. Bình tôm à? Đúng rồi. Nó phải có rau đúng không? Đúng rồi, có rau với lấy một tí cá. Rau ấy ngon hơn. Mẻ nó ra. Đấy, mẻ tủ của lái quá em. Là tổ nó áo tươi thôi. Nó mi gần đánh đánh không? Mời cả nhà nhé. Thế vẫn được. Thơm. Thơm lắm. Thơm lắm. Rất là thơm, rất là ngon luôn. Ngon. Khả năng phải dạy anh làm món này. Rồi ok. Cái món này thì rất là dễ anh ạ. Anh nhưng sau mà khi, kiếm được các cái lá thì khó đúng không? Sau khi anh xem video này xong là em đã giới thiệu hết rồi. Ok. Đấy, là sẽ có công thức làm rất là dễ luôn. Mà sợ là các anh làm thì nó không bằng được như này thôi. À. Đấy. Dù có những cái lá đấy nhưng mà sợ là không làm nó sẽ không được như thế này. Có nghĩa là giấu chịu cuối đúng không? Không phải giấu mà là phải làm nhiều thì nó mới sẽ ngon được. Một hai lần thì chưa chắc là sẽ ngon. Thôi lần sau để anh tự làm nhá. Rồi nhất trí. Vừa sầu ngon đấy. Vâng. Bằng cấp. Ở trên này dân nhậu thịt nướng ngon. Con ve sầu này mùa này thì nó nhiều thôi, nếu mà nó hết mùa ấy với cả nó vừa mới ra ấy thì nó khá là đắt. Còn tầm 300.000. Con này để ngâm đá vào ấy nhỉ, vào cái quán bia ấy. Mang lên em. Được rồi. Em ấy cứ ngâm đấy một lúc. Cá thì tình tôm thì có rất là nhiều gia vị anh ạ. Phải có lá húng chó thứ nhất, lá he hoặc là lá anh, tỏi ớt ăn thôi em. Mà khén đấy, không cho hạt rồi, chỉ dám hái là ào ớt mấy cả tỏi tươi và đặc biệt là phải có gừng chuối. Xong là mình nướng, mình chỉ bổ bên đằng lưng, xong là mình sẽ gập nó lại để ủ cho gia vị nó chín. Ô cái bụng mình ơi, để nó ngấm vào cá. Đó, phụ nữ trên này nhiều người uống to lắm. Uống rượu khủng khiếp mà. Món ve này rất là vào. Ôi, anh em mình cùng lại lên chén nữa đi nhỉ. Ôi, anh chưa rót à? Chưa rót, cũng quay trai quá không?
đèn là ra tấu bảy tấu một phát. Trên này rất nhiều ngành cam. Đấy, cái con đấy cũng ăn được đấy anh ạ. Ngành cam này rất nhiều. Con này là mất rồi. Con này ăn cũng rất là ngon. Trong bụng nó có khá là nhiều trứng. Con này đấy. À, thế mình ăn luôn nha. Ê, xấu anh ạ. Thôi, bên rượu đi em. Đây, chén gà chén của chú Long à. Nào, cả nhà ơi, uống đây. Rồi, sức khỏe nhá. Kéo cái ly này lên cái nào. Con gà mình được cân mốt rồi. Còn con to hơn có thể cân 2, cân 3 rồi. Nhưng mà vẫn chưa mổ được. Để cho nó lớn lên một tí đó. Tầm 3 cân là xuất khẩu à? Tầm 3 cân là xuất khẩu rồi. Đấy, con to thế gà. Xuất khẩu cho Vũ Trung. Đúng rồi. À, con trống thì được 3 cân 1. Vũ Trung bảo mà. Con mái to thì... Cân quá đi anh... Em hồ đi bán thẳng ở chỗ anh chú Long luôn nhá. Đúng rồi. Bán luôn đúng không? Đấy, cá nướng có cả nướng xuyên nhá. Các anh mời các anh thưởng thức nhá. Con ve này thì chắc là xa anh quá nhỉ? Hay là không, anh gắp được mà. Bỏ ra bên anh một tí. Nhất là cái ve này. Cái ve vừa với nó chút vào dày rồi ấy nhỉ. Tôm bay. Đây các bạn xem mình ăn con ve nhá. Anh Long thì đang chặt con ngan. Còn đây là mình ăn con ve sầu à. Rồi mời anh nhá. Anh đến mùa này thì có ve sầu. Còn khoảng tầm 1 tháng nữa. Thế nửa tháng thôi là sẽ có con dế mèn. Đấy. Con dế mèn thì con sâu bọ quanh năm thôi. Con dế mèn ăn ngon hơn. Dế mèn nó ngon hơn con này nhưng mà chưa có cánh. Bỏ xít thì vừa qua mùa xong rồi. Nếu mà nó mưa thì nó chắc cái ấy. Còn con dế mèn thì chắc khoảng tầm 1 nửa tháng nữa. Mình ở dưới, ở trên này thì sẽ không đi soi được ở gần đường dưới bản thì khá là nhiều con ạ. Con dưới này đó. Con dưới này. Con Đức Hoàng yêu cái chút còn của nó, na con này. Con dưới ngan con ạ. Nhà mình có dùng chanh không? Thì ngan. Chanh đang không ở nhà rồi. Chanh nó đang đi vắng anh ạ. Để mình thử độc trước nhé. Đúng rồi, mời anh nhá. Đấy, được đấy. Người đánh giết canh này phải thử trước. Vừa anh rẽ vào đây bảo nó có độc thì sẽ đi mừng chanh mà. À đúng rồi. Đường này đường lên trường Trung mừng chanh anh ạ. Trường Trung xuống rồi. Rồi, mời anh nhá. Chanh cách đây có một ông chủ cái món chính là tiết canh. Ừ, được đi rồi đi. Em mới mở đại lý trên đấy. Giữ con biển để đánh thì thử ra đi. À, đúng rồi. Người giữ thì cắt tiết. Người giữ cắt tiết. Nào, đâu, có cái đĩa kia nó cho. Anh phải thứ ba, thứ tư rồi. Làm đỏ to vào. Ôi ôi ôi, cái này người ta gọi là ăn máu đấy các bạn ạ. Cái phần máu này tươi lắm. Em đâm vào con chó ở kia kìa. Xem nó ăn đường ấy, xong anh nói chuyện bảo vào nhà em, mọi người đấy biết mà. Cái đợt người cứ nói là nhà cái gì được rẽ một chanh đúng rồi. Sao để yên rồi, nó cứ chạy hết nhờ. Mày cứ dính tốt. Đâu, hai xếp nào. Múc cái kìa, múc rượu đi. Đằng nào ăn mẹ cái này luôn. À, cái này cũng là tiết canh con vịt vừa nãy đúng không? Tiết canh con ngan vừa nãy đúng không? Cái này người ta gọi là tiết hoa bởi vì là hết đấy bán hết là bọn mình đánh được rau. À, đây các bạn ạ, đây là mình ăn tiết mình thì trâu bò thì sẽ có tiết canh hoa thôi. Hôm nay tiết canh ngan có tiết canh hoa. Được. Muốn lâu lâu. Hồng hoa đánh đi. Nghệ thế nhỉ? Thử xem nào. Rồi, gọi là nhá. Rồi, tôi đọc. Ngan nữa. Ôi. Nào anh Long ạ. Đúng không ạ? Đồng thế. Đồng cứng lắm. Thả mẹ ăn rượu luôn đi. Đúng đầu bếp là cảm ơn anh đầu bếp nhá. Đầu bếp làm quan mà. Mọi người nhá. Cái này phải mang này. Lên luôn. Làm quan ở công ty cám rồi. Bên trên này vẫn làm quan tiếp. Làm quan đầu bếp. Ngon đấy. Thôi mời anh em nhá. Nào lên tiểu đây anh em ạ. Chết rồi. Đây mời các bạn mình sẽ thưởng thức món tiết canh ngan. Ăn luôn đi. Ăn hám luôn nhá. Ăn luôn đi. Đấy. Một con thỏ chứ mới in đền viên nó lăn lá nhưng mà cái cách bữa nó cũng đau hổ mau hết. Mời các bạn nha. Anh em lên đuổi tiết canh luôn đấy. À, ừ. Tiết canh đến là luôn. Nhưng mà thầy giáo cho tôi là một uống rượu ừ. Mình làm cứ hai bình mặt thôi. Nhiều ấy. Anh thầy giáo này quá là vừa luôn. Tuyệt vời. Ô, có cô hậu chưa được ăn tiết canh kìa. Bồng bồng hai. Có phải cho cô ấy ăn tiết canh nhá. Chứ còn khói mát đây. Anh em nào, anh em rồi. Chúc mừng tất cả các anh em nhé. Rồi, kết thúc video đấy các bạn nhé. Rồi, chào tất cả anh em. Thật là tuyệt vời luôn. Món ăn mà ở dưới bình xuôi nhỉ. Không có để mà ăn đâu. Anh em vô đi, cho sếp. Anh em ơi. Ôi. Hơi ba đồng. Rồi. Hơi ba đồng. Rồi. Hơi ba đồng. Wow.
hay lắm. Hô hào đến ngày mai chả nói gì đâu ạ. Cách bản làng ở cái bộ mình có đồng ý đâu. Ngồi đây hết rồi. Sao lại 100% thế? Ôi, giọng cảnh đẹp quá nào. Quá là tuyệt vời. Ôi, chào cả nhà nhá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem video anh em mình nhá. Rồi, bye bye. Bye bye.